Em chào tất cả cô chú anh chị ạ. Nay em lại quay tiếp tục đi quay cho cô chú anh chị xem một lô đất có tổng diện tích là 1 hectare 6. Trên đất này được chú trồng tiêu cô chú anh chị, đông đặc tiêu nhá. Đó, cực kỳ đẹp lắm, đất hơi thoái nhẹ cô chú anh chị. Nếu mà nói về trồng tiêu thì cái đất thoái như thế này này nó mới đẹp nhá cô chú anh chị. Nó thoái như thế này thì nó mới thoát được nước, tiêu nó mới đẹp. Mảnh đất của mình là sổ sách đầy đủ nhá. Nhà cửa điện nước sổ sách đầy đủ. Ô tô đi tận nơi. 1 hectare 6 đông đặc là tiêu. Tiêu kinh doanh hết rồi nhé thưa cô chú anh chị này. Đó. Cái lượng trái năm nay thì tiêu chắc năm nay được mùa ấy cô chú anh chị. Nó sai cực kỳ là sai luôn. Mảnh đất của mình thì thuộc về xã Đắc Ha, huyện Đắk Cờ Long, tỉnh Đắk Nông. Từ cái mảnh đất của mình mà đi về chợ Đắc Ha của chú anh chị, ủy ban trường chợ của xã Đắc Ha thì nó mất đâu đó khoảng tầm là 3 cây số, còn cách quốc lộ 28 thì nó mất khoảng tầm là 1 cây số, ô tô đi tận nơi. Còn về hướng Lâm Đồng là 80 cây, về hướng Sài Gòn 270 cây, về hướng Gia Nghĩa là 28 cây. Bây giờ cô chú anh chị mình tiếp tục theo chân em để mình tham quan đến lô vườn này nha. Lô vườn của mình này, em nói cái vườn tiêu này thì phải nói là VIP nhé cô chú anh chị. Nguồn thu thì cực khủng, đất thì nó không bằng lắm, nó hơi tiền nhẹ một chút xíu thôi là như thế này. Đó, mảnh đất của mình thì nằm trong khu dân cư luôn, thì nằm sát trong khu dân cư luôn nha. Em sẽ quay khu dân cư cho cô chú anh chị mình cùng xem. Thì trước mắt thì em sẽ quay vườn tiêu trước cho cô chú anh chị mình cùng xem. Tiêu này thì cực kỳ là đẹp luôn cô chú anh chị. Trái thì là mênh man trái luôn rồi. Nó nhiều chưa từng thấy luôn. Toàn tiêu không. Còn 1 hectare 6 thôi. Nhưng mà chú nhà làm cực kỳ là bài bán luôn. Có điện ba pha này. Đưa xuống hồ để tưới này. Kéo xuống hồ tưới này. Điện ba pha. Cô chú anh chị nhìn thấy cái dây điện cổng, dây đen đó là điện ba pha. Đấy. Nó quá đẹp luôn. Cái lượng trái em nói này vô vô cùng là nhiều. Thì bây giờ 1 hectare 6 này á thì chủ nhà thì đang báo là chưa có số, mới có là trích lục nha cô chú anh chị. Mới có trích lục thôi. Đó, mới có trích lục. Tiêu này, em nói cái vườn tiêu này thì phải nói là VIP đó nha cô chú anh chị. Chưa thấy cái vườn tiêu nào nó VIP đều như thế này. Trên này được chú có trồng sen sầu riêng đây này. Đó. Vườn tiêu quá VIP luôn. 1 hectare 6. Hiện tại bây giờ chú nhà đang kêu 1 hectare 6 tiêu này á thì với giá là 2 tỷ bảy. Có thương lượng. 2 tỷ bảy có thương lượng nha cô chú anh chị. Đó, bây giờ cô chú anh chị mình theo chân em để em quay nhà cho cô chú anh chị mình cùng xem. Xuống rồi. Ở đây mình sử dụng điện ba pha luôn anh. Mình có điện ba pha luôn à? Để tưới lên luôn hả? À. Thì ở đây là ô tô đi tận nơi luôn cô chú anh chị, ô tô đi tận nơi luôn. Đó. Đây này, được cấp phối lớn. Điện thì nhung nhằng này, ba pha ba phê chỉ có đầy hết rồi. Nhung nhằng si lợt nghèo này. Đó, anh chị chỉ việc vào ở làm thôi. Này. Dân cư này. Đó, đường điện này. Đó. Bên này đường điện xi ngoằng này, bên này đường đường xi ngoằng luôn. Đó, cống sắt. Đấy, nhà. Đó, anh chị chỉ việc làm, vào làm nhé. Cô chú anh chị quan tâm tới mảnh vườn này thì liên hệ sớm với em nhé, để mình tìm hiểu và tham khảo tới cái lô vườn này nhé cô chú anh chị.